thân mến, chương trình Ý Mới Đẹp là cái màn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị một đôi bạn trẻ, họ đã yêu nhau được 2-3 năm và đối với chương trình mong muốn là tìm hiểu xem trong 2-3 năm đó họ hiểu nhau như thế nào và yêu nhau như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen đội đầu tiên là đội của hai bạn Huy Hiển và Mỹ Châu. Và đội thứ hai là hai bạn Anh Tuấn và Bảo Thi. Ta cùng làm quen nha, xin mời các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hiển, còn bên cạnh đây là bạn gái của mình là Châu. Tụi mình hiện tại là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh và tụi mình đã quen nhau được 3 năm rồi. Các bạn thân mến, thì trong chuyện tình cảm thì dù muốn dù không thì cũng sẽ có những mâu thuẫn. Thì đến với chương trình lần này thì tụi mình không có mong muốn gì hơn là sẽ được hiểu nhau hơn. Và bên cạnh đó là sẽ muốn cho quý vị khán giả xem chương trình này cũng sẽ quan tâm đến bạn trai và bạn gái của mình hơn. Câu nói của bạn rất là ý nghĩa. Hiện nay cuộc sống chúng ta đôi khi vì công việc này nọ mình quên quan tâm đến nhau. Nhưng mà biết đâu xem xong cuộc thi của các bạn và những cái lời chia sẻ này thì người ta sẽ xem lại. Và cho tên hỏi là hai bạn quen nhau trong 2-3 năm đó thì đối với các bạn kỷ niệm nào là đẹp nhất? Theo mình thấy thì đó là một kỷ niệm về một lần trời mưa. Và hai tụi mình đang đi dạo trong công viên thì bất chợt một cơn mưa đổ xuống. Thì lúc đó thì mình đã lấy dù ra để che cho bạn gái và mình tiếp tục đi dạo trong cơn mưa đó. Thì đó là một cái niệm rất là đẹp. Giống phim Hàn Quốc vậy đó hả? Rồi có về nhà có sốt, có bệnh gì không? Rất may mắn là lúc đó thì em và bạn gái em sức khỏe rất là tốt cho nên là không có gì xảy ra. Cũng may. Vâng, cảm ơn các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ may mắn ở phần chơi của mình. Và xin mời đội số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Anh Tuấn. Mình hiện đang là sinh viên trường đại học Hồng Bàng. Ngoài ra mình còn đang là photographer. Mình đến với chương trình ngày hôm nay để được tham dự chương trình với mục đích là tìm hiểu bạn gái của mình hơn. Và đây là bạn gái của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bảo Thi. Mình đến từ thành phố Đà Lạt, năm nay mình 20 tuổi. Hiện mình là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến chương trình này với mục đích giao lưu, học hỏi và mong muốn hơn là tìm hiểu về bạn trai của mình. Hai bạn nhìn nhỏ nhắn xinh xắn giống nhau. Bạn Bảo Thi có thích ca sĩ Bảo Thi không? Dạ, cũng thích. Thấy em nhìn cũng giống Bảo Thi đấy. Có thuộc bài nào của Bảo Thi không? Hát anh nghe một bài đi nào. Dạ không, em biết hát chứ không biết hát. Biết hát thôi, không biết hát hả? Rồi, dễ thương vậy. Thế bạn Tuấn, cái điểm nào mà em thích nè? Dạ, chắc là tính hài hước. Hài hước. Bạn Tuấn hay diễn hài lắm hả? Dạ, không anh. Em tính em nó khùng khùng vậy. Đôi khi nó không bình thường thôi phải không? Nhưng mà vì cái không bình thường đó thì lại làm cho nghĩ mình vui. Thôi, bây giờ hy vọng là bạn sẽ mang được cái điều đó vào cho chương trình ngày hôm nay để cho chương trình mình thú vị hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng các đội đến với vòng thi đầu tiên của chương trình. Vòng thi có tên gọi Chân Dung. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên của Ý Phải Đẹp Lời Phải Mạnh, vòng thi Chân Dung. Ở vòng thi này, chúng ta sẽ có phần trả lời bằng cách dơ bảng, có bạn có và bạn không. Nếu trả lời là có, mình dơ bạn có, nếu là không thì dơ bạn không. Và một câu trả lời trùng khớp sẽ có 5 điểm, tổng điểm của vòng này là 25. Bây giờ, Thành xin mời đội của bạn Anh Tuấn và Bảo Thi vào trong thi trước. Câu hỏi đầu tiên như sau. Quen nhau khi tuổi đời còn trẻ như thế này, hai bạn lo lắng tình yêu của mình sẽ khó thành, có bao giờ như vậy hay không? Không, trùng khớp. Tại sao bạn lại không lo? Dạ, tại vì hai tụi em quen nhau hơn 3 năm, trong khoảng thời gian đó thì cũng có nhiều cái gọi là thử thách nên em nghĩ là nếu mà cái chuyện không thành thì cũng hơi khó. Không thành cũng có thể có, tại sao là dơ bảng không? Hơi khó anh. Không thể chuyện ha. Có nghĩa là 3 năm em còn vượt qua được, huống hồ gì là đường sắp tới đúng không? Yeah. Ý em nói là vậy phải không? Đấy, nói để cho nó rõ. Bạn Thi thì sao nào? Dạ, tại vì là tính em hay ghen vớ vẩn nên nhiều lúc sợ về tính đó mà anh không chịu được. Thì nhớ là nếu đã biết người ta sợ rồi thì phải dừng nó lại trước khi quá muộn, đúng không nào? Câu hỏi số 2. Bạn có muốn chia sẻ tài khoản Facebook với người yêu của mình hay không? Trùng khớp. Thế hai bạn không sợ mọi chuyện của mình đều được người kia biết à?
Dạ không anh, em giao lâu lắm rồi. À giao lâu. Có nghĩa là vừa tới là nó phải hiến dân rồi. Dạ. À thương nhờ. Bạn có khó chịu không khi người yêu của mình có nhiều người khác hâm mộ và yêu thích? Lộn. Trùng khớp. À. Và câu số 4, hai bạn có nghĩ là mình sẽ hiểu nhau đủ để đi đến hôn nhân hay không? Trùng khớp. Có bao giờ đề nghị điều đó chưa? Dạ rồi ạ. Ai? Thế thì nghĩ như thế nào về bạn Tuấn này? Có tin tưởng để giao cái quãng đời còn lại cho anh ta không? Dạ có. Có hả? Dạ bây giờ thì em rất tin tưởng vào tình cảm của Tuấn và cũng hy vọng vào tương lai nữa. À nếu mà như vậy là tốt rồi. Chúc em may mắn. Câu cuối cùng, nếu chuyện tình yêu không thành, hai bạn nghĩ là mình vẫn sẽ là bạn của nhau chứ? Ông trùng khớp. Tại sao lại không nghĩ là bạn của nhau? Tính em mới vậy á, xưa giờ mới vậy. Là em yêu nhiều người lắm rồi hả? Trước đó thôi. À trước đó thôi hả? Dạ. Là không quen được là sẽ không gặp lại nhau. Dạ. Vì sao? Gặp lại thêm đau hơn thôi. À gặp lại sẽ đau khổ à. Được. Còn tại sao em lại nghĩ là có thể làm bạn? Dạ em muốn khi không còn quen nữa thì vẫn giữ mối quan hệ tốt giữa hai đứa. Thế à? Dạ. Vậy thì em yên tâm nha Tuấn, không sao đâu, có chia tay cũng sẽ được làm bạn mà. Không sao đâu. À, chỉ sai có khoảng 2 câu thôi, các bạn được 15 điểm, chúc mừng. Và bây giờ là lượt thi của Vĩ Hiển và Mỹ Châu, xin mời. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Bạn có đồng ý rằng những người yêu nhau phải đi du lịch cùng nhau thì mới biết được tính tình thật của nhau hay không? Không trùng khớp. Tại sao bạn không nghĩ vậy? Dạ, tại vì em nghĩ là một chuyến du lịch đó thì mình có thể hiểu được tính người ta, nhưng mà không phải là đó là phương án duy nhất. Tại vì mình có thể có được nhiều phương án khác. Có cái nhiều cách khác để hiểu hơn đúng không em? Dạ. Đúng rồi, một chuyến du lịch làm sao biết hết được. Nếu người đã đóng kịch giỏi như anh chẳng hạn. Câu số 2. Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng chính sự thẳng thắn cũng sẽ giết chết nó trước. Bạn có đồng ý với cái định nghĩa này không? Trùng khớp. Tại sao các bạn lại nghĩ như vậy? Có nghĩa là bạn nghĩ rằng là trong tình yêu phải thẳng thắn. Dạ đúng. Tại vì có những vấn đề là khi chúng ta chung sống với nhau, nó hôn nhân chẳng hạn, thì chính thẳng thắn đó sẽ là một cái gợi ý để chúng ta tìm thấy một cái điểm chung ở người mình quan tâm, người mình yêu. Thế lỡ bữa đó đêm về nhậu xỉn rồi có qua nhà một người khác ngủ khác giới cũng khai luôn à? Đó là một điều cần thiết, nghĩa vậy. À, tôi xem bạn thực hiện được bao lâu nhé. Nên giữ lời hứa của mình. Câu hỏi số 3. Khi yêu thật sự, bạn sẽ phải chấp nhận mọi điều, ngay cả những mặt chưa tốt về người yêu của mình mà không đòi hỏi thay đổi gì. Bạn có đồng ý điều này hay không? Không trùng khớp. Tại sao bạn lại nghĩ là phải chấp nhận tất cả những cái gì mà chưa tốt của người yêu mình? Dạ em nghĩ là khi mà nếu không chấp nhận được đó, thì em đã không có quen với người đó rồi. Còn khi mà em nghĩ là cái tính đó có thể cái tính đó mình có thể thay đổi được, và khi mà ảnh đã thay đổi được như vậy rồi thì em mới quen với ảnh. Cho nên chắc chắn là khi mà đã yêu nhau rồi thì mình phải chấp nhận cái tính xấu của nhau để mà không có những cái cãi vã không có đáng. Có nghĩa là bạn phải chấp nhận cái tính xấu, đập thích nghi nó. Dạ cũng không hẳn, có nghĩa là nếu cái dạng giống như là thí dụ như là anh có tính xấu đó thì bây giờ nếu mà anh có xu hướng là thay đổi nó thì em mới quen, thì khi mà ảnh đã là người tốt thì em mới quen. À, cũng phức tạp nha. Bạn hiểu, bạn giải thích sao về điều này? Còn về phần em thì em nghĩ là
tuy rằng có thể là có những tính xấu đó, có thể là mình sẽ không thế nào chấp nhận được, thì đôi lúc mình phải có một cái yêu cầu nào đó cho người yêu mình thay đổi. Tôi đồng ý với bạn, cách giải quyết bạn hoàn toàn hợp lý, tại vì đôi khi có những cái mà con người ta không thể chấp nhận được, có những cái nó phạm vào cái quy tắc sống của người ta. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ như là phụ nữ thì thường sợ đàn ông ngoại tình, cái không lẽ là cứ phải chấp nhận thôi tật xấu đó thì nó không đúng, đúng không ạ? Phải có những cái chúng ta nên yêu cầu nhau là đường mắc phải, thì tôi nghĩ là cũng hay đấy. Câu kế tiếp, nếu phải đi du học xa nhau một thời gian dài, hai bạn có đồng ý có một mối quan hệ mở, tức là hai bạn vẫn quen nhau nhưng vẫn có thể gặp gỡ những người khác công khai cho đến khi hai bạn gặp lại nhau hay không? Trung khớp. Thế cho tôi biết tại sao lại có những cái luồng tư tưởng rất là hiện đại như thế nhỉ? Dạ, tại vì thí dụ như là ảnh đi qua nước ngoài mà ảnh vẫn nghĩ về em, thì dù ảnh có những cái luồng quan hệ mở thì cái đó là tốt cho ảnh thôi. Nếu như em nghĩ là ở bên đó có những điều mà em không biết thì cái luồng quan hệ mở đó sẽ giúp cho cái công việc học tập hoặc là công việc làm của ảnh. Còn nếu mà ảnh vẫn nghĩ về mình, vẫn quay về với mình đó, thì điều đó là tốt. Còn nếu như mà mình cứ giữ khăng khăng như vậy thì ở bên ảnh làm gì, ảnh giấu mình không biết, thì mình bên đây mình cứ chờ thì gì không hay. Cũng không nhỉ, nên chắc là cũng thủ sẵn cho mình mớ. Không, tôi hoàn toàn đồng ý, nói thực tế bạn à, đúng không? Rất là thực tế. Câu cuối cùng, bạn có cho rằng chuyện đàn ông đa tình là điều hiển nhiên và thông cảm được hay không? Trùng khớp. Châu ơi, tôi rất nể bạn, bạn là một người phụ nữ vị tha nhất trên thế giới này. Tại sao lại nghĩ như vậy? Dạ, tại vì có những điều là dù là mình không muốn như vậy nhưng cái thực tế nó là như vậy, mình phải chấp nhận. Thí dụ như là mình phải nói thẳng với nhau, đàn ông thì ai cũng như vậy, nhưng mà nếu mà một người biết suy nghĩ thì họ sẽ biết phân biệt giữa các mối quan hệ. Dạ. Nếu trên đời này phụ nữ nào cũng như bạn thì ôi nó tuyệt lắm bạn à, nó đẹp vô cùng á. Thật ạ, nếu mà phụ nữ nào cũng nghĩ được như bạn thì đàn ông chúng tôi hạnh diện lắm. Là có nghĩa là còn nể vợ mình thôi. Đây, cảm ơn bạn. Và số điểm các bạn có được là 15 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Vòng thi đồng lòng. Quý vị và các bạn đang trở lại Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh ở vòng thi thứ hai, vòng thi đồng lòng. Ở vòng thi này thì các bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi của Trấn Thành đưa ra, và hai bạn nữ sẽ lui vào trong trước để các bạn nam trả lời, và sau đó chúng tôi mời lại để các bạn nữ trả lời câu hỏi và xem là câu trả lời của hai bạn có trùng khớp với nhau hay không. Một câu trùng khớp chúng ta được 5 điểm. Và riêng các bạn nam, nếu cảm thấy là trong câu hỏi của Thành câu nào mà xác suất bạn gái bạn sẽ trả lời giống mình cao thì mình hãy đặt cược câu đó. Nếu đúng được cộng thêm 5 điểm, mà sai sẽ bị trừ đi 5 điểm, nên cũng phải hết sức là cân nhắc. Và trong 3 câu hỏi thì được đặt cược 2 lần là tối đa. Và điểm số cao nhất của vòng này cũng là 25 điểm. Và bây giờ xin mời hai bạn nữ tạm chia tay với chương trình. Xin mời. Các bạn thân mến, đây ngoài là câu hỏi ra còn là một câu tập làm văn. Các bạn hãy điền vào chỗ trống sao cho hoàn chỉnh nhất điều mà mình tâm đắc nhất trong cuộc sống. Đó là mẫu câu như sau: cuộc sống ngắn ngủi quá, chúng ta hãy 300. Các bạn điền vào chỗ trống đi nào. Bạn Hiện, mời bạn. Em nghĩ đó là khám phá. Hãy khám phá, tại sao? Tại vì một cuộc đời thì có thể là trung bình một người khoảng 60 năm sống đi, thì chúng ta có rất nhiều điều, có thể là chúng ta từ nhỏ đến khi 20 tuổi thì chúng ta chưa bước ra môi trường bên ngoài, thì còn rất là nhiều thứ chúng ta chưa tìm hiểu được. Đến khi chúng ta có thể trao dồi cái bản thân mình ở cái kinh nghiệm thực tế, thì đến lúc đó một người chúng ta mới hoàn thiện được. Em nghĩ đó là rất hay, đầy ý nghĩa. Bạn đặt được hay không ạ? Không đặt được. Bạn Tuấn. Dạ, theo em thì em nghĩ là sẽ là đam mê. Đam mê, dạ. Chúng ta hay đam mê, vì sao? Dạ, tại vì mình cứ theo đuổi đam mê của mình đi.
nếu mà mình một ngày nào đó mà mình không, nếu mà có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng thỏa mãn được cái đôi chút gì đó là gọi là sống là phải biết đam mê. Dạ. Đồng ý. Bạn đặt được không ạ? Dạ không. Cũng không. Ta đến câu số 2. Bạn lo lắng nhất điều gì xảy ra cho bạn và cho bạn gái của bạn khi quyết định tham gia vào chương trình này? Có lo lắng điều gì không? Hay hoàn toàn hãnh diện, hạnh phúc, phấn khởi, tràn đầy niềm tin? Sao ạ? Bạn Hiển? Thực tế mà nói thì điều em lo lắng nhất đó là sẽ có những cái nhận xét không hay khi mà tụi em tham gia chương trình này, đến từ phía có thể là gia đình hoặc là có thể là những người bạn. Đó là dư luận của gia đình và bạn bè. Đặt cược không? Em sẽ đặt cược không? Đặt cược phải không? Mời bạn. Tại sao bạn sợ dư luận nha? Tại vì thực tế thì nó rất là khắc nghiệt. Có những cái là nếu chúng ta làm đúng thì vẫn có cách để nói để chúng ta sai. Cho nên là em rất là sợ những cái có nghĩa là hiện nay người ta hay vạch lá tìm sâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà mối quan hệ của các bạn ở ngoài đời có được mọi người chấp nhận hay không? Được có mọi người ủng hộ hay không? Dạ, thực tế thì không phải tất cả mọi người. Không, bạn cũng đúng. Bạn Tuấn thì sao nào? Dạ, em Thiên Hà nghĩ là tham dự chương trình này sợ là hai tụi em hồi hộp thôi. Hồi hộp rồi trả lời những câu hỏi hơi lúng túng rồi chứ. Còn ngoài cái khác thì mọi người đều đồng ý, ủng hộ. Có nghĩa là tụi em chỉ sợ một điều duy nhất là hồi hộp sẽ trả lời sai thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, đặt cược không? Dạ không. Không à, ha. Em làm anh hồi hộp đấy. Câu số 3. Nếu như ai mà giỏi về công nghệ thông tin thì chắc là sẽ hiểu là hiện nay chúng ta có một cái gọi là confession. Thì nếu như được biết confession có nghĩa là một cái lời tự thú cho bạn gái của mình, các bạn sẽ viết những gì? Hãy lục lại ký ức của mình đi nào. Mời bạn Hiển. Thực tế thì trong cái quá khứ của mối quan hệ chúng ta thì đã có rất nhiều lần anh muốn xin lỗi em. Nhưng mà lúc đó cái lòng tự trọng nó dấy lên cho nên là anh không thể nào mở miệng nói được. Thì anh hoàn toàn muốn mình có thể có cơ hội để trực tiếp nói xin lỗi với em. Tuy nhiên là những khi đó là những khi mà đang tình huống này xảy ra chứ không phải là những lúc chúng ta đã bình tĩnh lại. Bạn có ngại nếu bạn kể một vài ví dụ về những cái trường hợp mâu thuẫn mà vì một lý do nào đó, vì sĩ diện bạn không xin lỗi cô ta không? Thực tế thì cũng có rất nhiều lần. Có một trường hợp đó là một lần khi em đến đón bạn gái trễ. Yeah. Thì lúc đó bạn gái em rất là giận và tức là không phải là chỉ vì cái chuyện đi trễ mà còn vì cái chuyện trước đó nữa. Và lúc đó thì bạn gái em đã quyết định đi bộ và em đã đuổi theo, nhưng mà sau một hai lần năn nỉ xin lỗi gì đó, không, tức là không phải xin lỗi, sau hai lần năn nỉ thì lúc đó em cảm thấy đã thấy như là bị bỏ rơi và rất là lòng tự trọng nó nổi lên, cái tôi rất là mạnh, cho nên em đã bỏ đi luôn và em chạy thẳng xe bụng mặt về nhà. Có hối hận về điều đó không? Thực tế thì trên đường đi em đã rất là hối hận rồi, nhưng mà sợ quay lại quê hơn nữa đúng không? Dạ. Cũng đau khổ nha. Mới đặt cược nhau không nhỉ? Không đặt cược không? Không đặt cược. Tôi nghĩ là cũng đúng. Ký ức về cái chuyện xấu mà chúng ta làm thì nó nhiều lắm. Thế còn bạn Tuấn thì sao ạ? Dạ, nếu được biết thì em sẽ biết lại những lần em nói dối bạn gái em. Với lại em sẽ thú thật những cái gì mà em làm mà cho cô ấy không biết mà em đã làm. Cho một cái ví dụ đi. Dạ, như nhiều lần ngày xưa em học cấp 3 á, là mỗi lần mà em mà lười em cấp học ở nhà là em cứ nói cô ta em bị bệnh, rồi em dở cho hết trò này trò kia để em lấy lý do em ở nhà em ngủ. Có một cái quá khứ rất là học sinh nha. Bởi vì người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, luôn luôn học trò là có những cái cách suy nghĩ và những cái cách giải quyết vấn đề rất là học trò. Cảm ơn bạn. Và bạn dám đặt cược với thằng không? Dạ không. Thật cũng cảm ơn. Và mời hai bạn vào ô cửa. Xin mời hai bạn nữ. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy điền vào chỗ trống để
nói lên cái điều mà mình tâm đắc nhất nha. Câu như sau: cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta hãy chấm chấm chấm. Các bạn sẽ điền cái gì trong đó? Mời Châu. Dạ, sống hết mình. Phải sống hết mình, vì sao? Dạ, tại vì để tránh là sau này khi mà qua một cái thời điểm nào đó rồi đó, thì cái mình sẽ bị tiếc nuối, mình sẽ cảm thấy là tại sao hồi xưa tôi không làm chuyện đó. Ví dụ như là bây giờ em sắp sửa ra trường thì có những cái việc ở năm nhất, năm hai, thì có thể bây giờ em sẽ hỏi tại sao lúc đó có thời gian mà tôi không làm việc đó. Rất đáng tiếc em không được điểm ở câu này. Bạn trai em là người thích khám phá và rõ ràng là hiện nay hai cái luồng tư tưởng này nó không giống nhau. Thế còn bạn Thi thì sao? Dạ, theo em nghĩ là bạn trai em sẽ trả lời là cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Vì sao? Dạ, tại vì đối với bạn trai em bây giờ thì đang có rất là nhiều hoài bão và ước mơ cho tương lai, nên em nghĩ là vậy. Cảm ơn em, và câu trả lời của em cũng không chính xác. Là bạn trai em nói là đam mê, sống mình phải biết đam mê, phải yêu, phải thích. Cái gì mình đang thích hãy thích nó đi, để rồi mai mốt đừng hối hận khi là mình đã không thích. Đấy. Và em là một trong những đam mê của bạn em đang bây giờ. Đấy. Câu số 2. Bạn lo lắng điều gì nhất sẽ xảy ra với hai bạn khi các bạn tham gia chương trình này? Câu này bạn Hiển có đặt cược đấy nhá. Dạ. Câu trả lời của em là dạ, tại vì em với ảnh quen nhau thì gia đình thì cũng biết, nhưng mà có một số là làm sao cũng chưa có nói. Ví dụ dạ, đó là bí mật của tụi em. Rồi, anh giấu bí mật. Em yên tâm, sau đây thì mọi người sẽ biết. Khi tham gia chương trình này thì cũng có nhiều cái sợ, thí dụ về tâm lý thì cũng có thể là mình sợ là sau chương trình thì mình sẽ thêm một cái mâu thuẫn vớ vẩn, đó là tại sao mà lúc đó mình lại trả lời sai, hoặc là tại sao mình lại không hiểu nhau. Còn về cái mặt gia đình thì có thể là mình sợ là những cái bậc phụ huynh mà mình chưa nói họ biết. Sao họ lời ra tiếng vào đúng không? Dạ, tại vì do là họ ở xa cho nên cũng chưa có biết rõ tính của em, với lại không có biết là tụi em quen nhau lâu thì sẽ tính toán nhiều, thì cũng là vì lo lắng cho em thôi cho nên mới không có muốn em quen bạn trai. Dạ. Thật sự ra mà nói thì tôi biết cách diễn tả của các bạn, mặc dù nó khác nhau nhưng nó cũng cùng chung một ý. Và câu này bạn được cộng thêm 5 điểm nữa là 10 điểm. Đúng là bạn trai là cũng sợ lo là một số những người như là cha mẹ, người thân, bạn bè sẽ có những lời thị phi này nọ, bàn ra bàn vào, và nó sẽ không có tốt cho cái mối quan hệ này. Nhưng mà cho tôi hỏi là vì sao các bạn lại can đảm để bước qua cái điều đó mà tham gia cuộc thi này? Dạ, để thứ nhất là chương trình sẽ giới thiệu là tụi em đã quen nhau 2-3 năm rồi. Thứ hai là tụi em đã bước qua được vòng phỏng vấn, tức là tụi em cũng có một cái gì đó kháng khích với nhau. Thứ ba là bên gia đình nếu có nghĩa là... có xem được chương trình này. Dạ, xem được chương trình này thì sẽ cảm thấy là tụi em đã suy nghĩ thật kỹ thì mới bước đến đây. Có nghĩa là tụi em đủ trưởng thành để hiểu là tụi em đang làm gì. Và hy vọng một sự chấp thuận cũng như thông cảm từ phía gia đình, đúng không? Dạ, em cảm ơn. Anh hy vọng là các bậc phụ huynh cũng sẽ hiểu được nỗi niềm của tụi em. Và bạn Thi thì sao nào? Theo em nghĩ là em sợ nhất là có nhiều mâu thuẫn khiến tụi em không hợp nhau. Tại sao? Dạ, tại vì mục đích đi theo chương trình này để hợp nhau hơn. Em sợ nhiều lúc mình lại biết thêm cái gì đó không hợp. Bạn trai em không nghĩ sâu đến mức độ đó đâu. Anh ta chỉ nghĩ là sợ hồi hộp quá trả lời sai câu hỏi thôi. Hai bạn không được điểm rồi. Câu cuối cùng. Nếu các bạn có biết cái confession không nhỉ? Là cái lời tự thú hiện nay trên các trang cộng đồng nó có cái lời tự thú đấy. Thì các bạn nghĩ là nếu như được viết một cái lời confession là lời tự thú cho bạn, thì bạn trai mình sẽ viết lời tự thú gì? Mời bạn Châu. Bạn trai em không có thích viết confession.
Nếu mà dạ. Dạ, thì là do là cái tính của anh là như vậy, là không có viết cái đó ra, thì nên nếu mà anh viết hả? Thì bạn suy luận về cái tính của anh ấy đi. Dạ. Thì cái tính không muốn viết ra. Và nếu anh ấy được viết có nghĩa là anh ấy đã viết rồi đấy. Dạ, đã viết. Đã chấp nhận phải viết rồi đấy. Thì viết cái gì? Dạ. Nếu mà viết confession thì anh Hiển sẽ viết là có thể là em hãy tin vào anh. Thật ra là anh đã nghĩ một con đường xa hơn chứ không giống hơn là em nghĩ. Chắc là kêu gọi lòng tin từ phía em. Kêu gọi lòng tin từ phía em. Anh nghĩ rằng nó chưa hẳn là một sự thú nhận đâu em à. Và em không có điểm. Anh báo cho em biết một cái tin vui hơn nữa, là mặc dù sai nhưng mà em biết được một sự thật rất là hay. Đó là nếu được viết cái confession là một lời tự thú đó. Dạ. Thì bạn Hiển sẽ viết như thế này. Là xin lỗi em vì một số chuyện buồn mà bạn ấy đã làm em buồn. Mà vì sĩ diện, lúc đó bạn ấy muốn nói lời xin lỗi nhưng bạn ấy không nói được. Bây giờ anh ấy lợi dụng cơ hội này gom tất cả lời xin lỗi. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Xin lời quá vậy. Xin lời quá vậy. Thôi thì chịu xin lỗi đó là hay rồi đúng không? Dạ. Đấy. À, chẳng hạn như là cái chuyện mà bỏ em đi giữa đường đó, là chạy về luôn đó. Rất là hối hận, bây giờ là cực kỳ hối hận nên muốn nói lời xin lỗi với em. Thi, anh cần câu trả lời của em. Theo em nghĩ là bạn trai em sẽ nói là trong cái mối quan hệ làm việc của ảnh thì ảnh phải giao lưu với rất là nhiều bạn gái. Vì vậy em đừng có suy nghĩ lung tung và đừng có buồn về anh nữa. Đừng có suy nghĩ lung tung và đừng có buồn về anh nữa. Có nghĩa là kêu em chấp nhận cho bạn ấy được tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn. Hả? Dạ. Xã giao với phụ nữ thôi chứ không có tiếp xúc. À, xã giao khác tiếp xúc hả? Dạ. Để tiếp xúc một cách xã giao đi. Dạ. Rất đáng tiếc, không phải là như vậy. May là không đặt cược. Bạn ấy có thú tội với bạn rằng là có nhiều lần bạn ấy đã từng nói dối bạn. Đi nói dối chuyện gì không? Dạ không. Là hồi xưa đi học, có những lúc bạn ấy đã trốn học và viện cớ là mình thế này thế kia, bệnh hoạn, nhưng thực sự ra là nằm ở nhà ngủ. Đấy. Tôi nghĩ là còn nhiều chuyện động trời hơn mà bạn ấy chưa dám kể. Tối nay hãy về khai thác. Dạ, về em xử. Chúc bạn may mắn. Và thưa quý vị, câu chuyện đã được khép lại ở đây. Hiện nay số điểm các đội như sau. Đội Châu và Hiển được 25 điểm. Đội bạn Tuấn và bạn Thi 15 điểm. Thưa quý vị, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi ở vòng thi cuối cùng. Vòng thi thấu hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với ý phái đẹp, lời phái mạnh, vòng thi cuối cùng, vòng thi thấu hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng thi cuối cùng này thì hai bạn nam sẽ vào trong các ô cửa và chúng tôi sẽ có hai người nữa trà trộn vào trong đó để các bạn nữ có thể tìm ra được người yêu của mình trong bốn ô cửa. Và giúp các bạn bằng cách là chúng tôi sẽ đặt ra 5 câu hỏi cho cả bốn anh trả lời. Dựa vào những câu trả lời đó, hãy đoán xem người yêu bạn đang ở ô nào. Bấm chuông là phải đưa đáp án, không được thay đổi nữa. Sai sẽ không được tính điểm. Nhưng mà nếu đúng ngay câu đầu tiên, bạn sẽ được 50 điểm và sẽ giảm dần 10 điểm cho một lời gợi ý tiếp theo nhá. Các bạn phải cố gắng dựa vào những câu trả lời để tìm ra bạn trai mình đang ở đâu. Cố gắng lên. Và bây giờ xin mời hai bạn trai vào ô cửa. Và bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Ta cùng nghe câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên, hỏi cả bốn anh, bạn thích con gái cá tính mạnh hay nhỏ nhẹ dịu dàng? Anh số 1 trả lời mạnh. Anh số 2 trả lời nhẹ nhàng. Anh số 3 trả lời mạnh. Anh thứ 4 cũng trả lời cá tính mạnh. Ai chọn không ạ? Câu số 2. Bạn cho rằng một người đàn ông thực sự thì không thể không sở hữu vật gì? Người số 1 trả lời là không thể thiếu cái thắt lưng.
Người thứ hai trả lời là không thể thiếu sự nghiệp. Người thứ ba trả lời là không thể thiếu tài chính. Và người thứ tư trả lời là không thể thiếu sự nghiệp. Có ai chọn gì không ạ? Câu số 3 nhé. Ca sĩ bạn yêu thích nhất, có ai biết không? Ca sĩ của ảnh yêu thích không? Dĩ nhiên là của ảnh. Dạ. Em biết không? Dạ không. Còn em? Dạ không. Oh, tụi em tìm hiểu nhau kỹ nha. Anh số 1 thích Mỹ Tâm, anh số 2 thích Mr. Zero, anh thứ 3 thích Lưu Phúc Thịnh, và anh thứ 4 thích Michael Jackson. Chốt ạ. Chốt. Cảm ơn em. Và em? Chốt luôn. Hai cô gái lúc nào cũng cùng chung một cái điểm đến. Bạn Thi chọn. Bạn Châu chọn. Theo bạn nghĩ thì câu số 2 giữa sự nghiệp và tài chính thì bạn nghĩ là bạn lý giải như thế nào để loại suy nó? Dạ, do câu đó em không có suy được cho nên em mới cần tới câu số 3. Còn bạn Thi thì sao? Em cũng nghĩ giống vậy. Các bạn chọn ô số 2 và số 3. Tôi mở ô số 1. Và bây giờ là ô số 4. Dạ, chào nhà vua. Đã chỉ còn hai ô là số 2 và số 3 thôi. Bạn Châu đang tìm ai? 1, 2, 3, cả hai cùng mở. Chúc mừng các bạn. Các bạn nói là không biết là ca sĩ hai thì là thích là ai, mà ngay đúng cái câu này là chọn đúng cả hai. Hay thật. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với cuộc chơi ngày hôm nay, và xin gửi tặng cho các bạn phần quà của nhà tài trợ Vina Facebook và một món quà của chương trình. Bạn Tuấn và Thi sẽ ra về với giải nhì 1.500.000 đồng. Còn có hai bạn Viễn và Châu ra về với giải nhất 3 triệu đồng tiền mặt và một thẻ hội viên của Phát Triển trị giá 8 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như muốn trở thành những thí sinh tiếp theo của chương trình, chúng ta có hai cách đăng ký. Một là gửi thông tin về trên địa chỉ email đăngkia@yphaidep.vn. Hai là chúng ta có thể đăng ký trực tiếp trên trang web của chương trình www.yphaidep.vn. Chúng tôi hoàn toàn mong là các bạn sẽ có thể đến đây để một lần được trải nghiệm cảm giác tìm hiểu người mình yêu và biết thêm được là tình yêu của mình hiện nay đang ở đâu. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 21:30 thứ hai tuần sau trên kênh HTV7, và nhớ là từ tuần cuối cùng trong tháng các bạn nhé. Và chương trình do đại diện thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Esecook. Xin chào tạm biệt.